chúng ta chuẩn bị để khai mạc và chúng ta dành một tràng pháo tay thật ưu ái dành cho cha Francisco Xavier Vũ Thế Toàn, vị giảng thuyết của giới trẻ chúng ta hôm nay. Xin một tràng pháo tay thật to. Ngài đã xuất hiện. Chào mừng hoan hô. Con kính mời cha. Chúng ta thấy cha Francisco Xavier Vũ Thế Toàn bao giờ chưa à? Bây giờ. Thấy chưa? Bây giờ thấy rồi thì cho chàng pháo tay thật to, thật dài nữa đi à. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng con xin cha Joachim tuyên bố khai mạc chương trình ngày hôm nay trước đi. Rồi chúng ta sẽ đến với những phần tiếp theo, đến với sự chia sẻ của cha Francisco Xavier. Con xin phép cha, xin tất cả mọi người chúng ta lắng động lại những giây phút mà chúng ta đang check-in một nơi tuyệt vời như thế này. Và xin các bạn từ phía xa, chúng ta đang nhanh chân lên một chút để chúng ta cùng khai mạc ngày họp mặt cách đặc biệt hôm nay của giới trẻ giáo phận chúng ta. Như những điều cha vừa chia sẻ trước, cả giáo phận dành sự quan tâm cầu nguyện cho chúng ta, và cách cụ thể hơn, cách đặc biệt hơn là trong buổi họp mặt ngày hôm nay. Cụm 4 của chúng ta gồm có 4 giáo hạt: giáo hạt Phú Thịnh, giáo hạt Hòa Thanh, giáo hạt Hố Nai và giáo hạt Biên Hòa. Cùng với đó là các đại diện của 3 cụm còn lại trong 13 giáo hạt toàn giáo phận. Hôm nay chúng ta được quy tụ nơi đây và chúng ta được mời gọi để hướng lên thập giá của Chúa Kitô, nguồn ơn cứu độ của chúng ta. Đối với tất cả các bạn trẻ chúng ta luôn nhìn về phía trước với một cái tương lai mà chúng ta gửi gắm nơi đó biết bao nhiêu là những ước mơ. Và chúng ta cùng với nhau, bên cạnh chúng ta là người trẻ, phía trước chúng ta là người trẻ, sau lưng và bên trái chúng ta đều là những người trẻ. Cái niềm vui của người trẻ được thể hiện qua một cái sự vui tươi và một cái chứng tỏ chúng ta có một cái năng lượng rất là dồi dào. Nhưng mà định hướng của cuộc đời chúng ta cần phải nhìn lên thập giá của Chúa. Và như cái chủ đề chung của chúng ta hôm nay, Phúc Âm Thánh Matthew chương 17 câu 7 là gì các bạn? À đúng rồi. Cái qua cái câu của chúng ta lát nữa trong các cái phần băng reo của chúng ta đi, và đó là cái điều mà chúng ta được mời gọi để rồi nhìn lên thập giá của Chúa. Chúng ta giới thiệu cho tất cả mọi người, giới thiệu cho cả thế giới rằng chúng ta là giới trẻ Công giáo, chúng ta là giới trẻ của Xuân Lộc, chúng ta là sức mạnh và tất cả là niềm vui của sức trẻ. Thì chúng ta được định hướng bởi hướng dẫn của giáo hội. Và trong ngày hôm nay chúng ta thể hiện cái hiệp hành đó qua sinh hoạt đặc biệt của chúng ta hôm nay. Giờ đây xin các bạn bỏ mũ nón xuống, chúng ta cùng hướng lòng chúng ta lên để xin Chúa ban ơn thánh hóa cho cuộc họp mặt của chúng ta được tốt đẹp. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúng ta dâng lên kinh lạy Cha, lên Cha của chúng ta. Tốt đẹp. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Vâng, giới trẻ. Giới trẻ. Giới trẻ. Giới trẻ. Rồi, hiệp hành ca xin bắt đầu. Music. 1, 2, 3. Trong tình yêu vào Đức Kitô, gặp gỡ lắng nghe, cùng chia sẻ chăn trở ưu tư, thắp lên hy vọng trên hành trình nghiệp hành yêu thương, nhờ Chúa đổi mới mỗi người và đổi mới xã hội. Vững tin vào Chúa Thánh Thần, sánh vai khi anh ta vươn tay, bước đi cùng Chúa Thánh Thần. Trái tim một thân phận, đồng lòng dựng xây giáo hội. La 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 la, đừng lo lắng, lời tiên trong một lòng theo Chúa, luôn luôn nghe theo từng lời khuyên nhau, mong ngày sau mai yên bình và ở chân cùng đồng lòng người vững bước đi trên con đường trong chân đầy nghĩa thêm sâu sắc, không bận tâm ngày càng mạnh mẽ với tâm hồn Chúa mừng tới mãi, với cho niềm tin và lòng tin và các khát khao hoài bão của tuổi trẻ và trái tim mà sẽ phải nhiệt huyết đời trẻ chúng mình cùng nhau sống hiệp hành chan chứa an lành để nên chứng nhận cho tin mừng của Chúa. Biết lắng nghe, biết nhận xa và biết cảm thông, biết khám phá ra nhiều việc tốt nét đẹp của nhau, cũng như thấy được những nhược điểm và thiếu sót, để biết nhận lỗi tim hạ thật lòng sửa sai. Vững tin và Chúa Thánh Thần, quyết tâm khi mình đã vươn tới, sáng thân như Chúa Thánh Thần. Đến chứng nhận tin mừng từng ngày và suốt Francisco Vũ Thế Toàn bằng một cái tên của người thôi. Chúng ta gọi là Cha Francisco Vũ Thế Toàn. 2, 1. Bây giờ hồi nãy là cha vừa do kêu chúng ta nói rằng cha có một biệt danh nữa, tên là gì à? Kêu biệt danh của cha đi. 2, 1. 2, 1. 2, 1. À, đó là chúng con kính chào cha bằng những cái băng reo dễ thương đấy à. Chúng con dạ vâng, cảm ơn cha rất nhiều. Bây giờ xin cha chia sẻ cho chúng con đôi điều. Vâng.
Kính thưa cha, trước mặt cha đây, những bạn trẻ đang đeo cái khăn hồng ở trên tay cha có đây là 3.000 bạn trẻ thuộc cụm của giới trẻ và quý khách cũng như là các bạn khách mời của những cụm khác đang hiện diện. Chúng con vừa chào cha bằng một bài ca hiệp hành đặc biệt do nhạc sĩ Lê Đức Hùng sáng tác riêng cho giới trẻ của giáo phận Xuân Lộc. Và giờ đây, những lời giới thiệu cũng đã có, chúng con cũng đã biết cha qua cách này cách kia. Và bây giờ chúng con được nhìn thấy cha và chúng con ước mong được lắng nghe những lời chia sẻ đặc biệt của cha. Một lần nữa xin các bạn một tràng pháo tay để chào đón cha Francisco Xavier. Con kính mời cha. Cảm ơn cha nhiều lắm. Cảm ơn cha rất nhiều. Các bạn, chúng ta có thể ngồi hoặc là nghỉ ngơi một chút ha. Chúng ta cho các bạn này một tràng pháo tay lớn đi. Quá sức. Bây giờ để cho thêm cái hứng khởi một chút xíu trước khi cha chia sẻ với các bạn, thật sự là thấy cái bầu khí ở đây rất là sôi động, nó làm cho cha cũng cảm thấy rất là xúc động. Thế bây giờ chúng ta ai cũng biết cái bài này, thấy trôi dây hơi ai ngủ mê, được không ạ? 2, 1. Thấy trôi dây hơi ai ngủ mê, hãy trôi dậy từ cõi chết. Chúa sẽ chiếu người ánh quang vinh trên đầu người. Thì có cái hát như vậy vẫn chưa thấy có sùng khí. Chào qua bên Nhật á, khi mà gặp họ, họ chào hey. Mỗi một lần mà mình nói cái gì họ hey, thì bây giờ cha cũng muốn làm sao các bạn cũng có cái bầu khí đó hey. Hãy trôi dậy, 2, 1. Hãy trôi dậy hơi ai ngủ mê, hãy trôi dậy từ cõi chết. Chúa sẽ chiếu ngời ánh quang vinh trên đầu người. Hay quá, thì thỉnh thoảng khi mà cha chia sẻ với các bạn, thế mà cha ngưng một cái hoặc là cha thấy mà bầu khí các bạn còn hơi lơ tơ mơ là cha hây trôi dậy và mọi người sẽ hát theo với cha, được không? Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Các bạn thân mến, âm thanh nó đang reo vui với cha đấy. Xuân Lộc thân mến, các bạn trẻ, các bạn có thấy các bạn duyên dáng và đẹp không? Chắc không? Wonderful. Chả muốn nghe cái lời đó một cách xác quyết như vậy. Cái câu chủ đề ngày hôm nay rất là tuyệt vời. Câu chủ đề ngày hôm nay rất là tuyệt vời, là bởi vì nó chạm đến cái kinh nghiệm của tất cả mọi người chúng ta ở trên thế gian này. Ai làm người mà không một lần chạm đến cái gọi là sự lo sợ thì người đấy không phải là người thật, mà không đáng ở trên thế gian này, đúng không ạ? Lo sợ. Thế thì ngày hôm qua đó, trước khi mà đến đây tối ngày hôm qua, cha phải xin thú thật với các bạn là cha cũng lo lắm. Ai mà không lo. Và tối ngày hôm qua, cái nỗi lo của cha là không biết là mình có truyền đạt được với lại các bạn hay không. Cho nên là cha cũng đem cái tâm tư đó để mà nói với Chúa. Và trong giấc ngủ thì Chúa hiện ra, Chúa cho cha biết điều này. Thứ nhất, để cha nói với Chúa điều này, lạy Chúa, nếu mà còn đến đây mà còn nói với lại đám trẻ, mà các bạn trẻ thì đầy năng lượng, mà ở cái tuổi của con thì chưa chắc con đã có năng lượng bằng các bạn đó. Rồi thứ hai nữa là ở giữa một cái bầu khí mà lớn như thế này thì con không biết rằng là con có thể nói được cái gì cho họ. Chắc là con nói thật với Chúa, những cái đứa trẻ mà đến đây với cái tuổi của con, với tất cả những cái mà sự sôi động của họ, chắc là họ cũng phải là thuộc cái loại khủng lắm thì mới đến đây. Thế con không biết phải nói làm sao, bởi vì những người trẻ này họ có những cái tâm tư mà mình không biết truyền đạt được. Cho nên là cha nói với Chúa nỗi sợ của mình. Cha nói là Chúa, con bây giờ con cũng sợ lắm, bởi vì con gặp toàn mấy cái đứa nó khủng như vậy. Thế Chúa nói với cha làm sao biết không? Chúa bảo con đừng lo, đừng sợ. Nó khùng mà nó biết đến cái người mà để nó nói chuyện thì con cũng khùng cũng hơn nó đấy. Nên thành thử rằng là ngày hôm nay cha đến đây bởi vì cha cảm thấy được cái sự lo lắng và cái nỗi lo sợ của con người ngày hôm nay. Nhưng cái lo sợ đó không phải là lo sợ chỉ đi một mình.
ở đời trên thế gian này, người nào mà không lo và người nào mà không sợ? Bây giờ Trang hỏi thật các bạn, các bạn có sợ ma không? Có sợ ma không? Thú thật đó, bây giờ người ta hỏi Trang là bây giờ Trang có khiếp sợ không? Trang là linh mục, Trang có khiếp sợ không? Thấy ma Trang có khiếp sợ không? Trang bảo thưa có. Thấy ma là Trang khiếp. Thế thì bây giờ giữa cái khiếp nó với cái lo thì Trang lo cái gì? Bảo thưa, cái sợ thì nó chỉ đến một lần thôi, còn cái lo nó mới đi sâu hơn. Thế thì bây giờ hỏi là giữa cái sợ ma và cái lo của cái việc mà sợ ma sơ thì sợ ai bây giờ? À, sợ ai? À, sợ ma sơ. À, tại sao vậy? À, đấy. Thế Trang nói đùa đùa vậy cho mọi người sẽ thấy là à, mỗi người chúng ta đều có cái nỗi lo của mình. Ngày hôm nay á, cái câu chủ đề khi nói đến rằng là hãy trỗi dậy và đừng lo sợ. Và cái câu đó nó đến với chúng ta đó, thật sự mà nói, các bạn cho phép cha xuống đi gần gần với các bạn được không? À, cha thích như vậy. Cha nói với các bạn điều này này. Ít ai biết rằng là chúng ta sắp sửa đi vào cái thánh lễ gọi là thánh lễ lá, đi vào tuần vượt qua. Với các môn đệ đó, được chứng kiến cái giây phút mà Chúa đến với lại mọi người và được tiếp đón một cách long trọng như vậy đó. Nếu các bạn hình dung các bạn đứng giữa những người đó cùng với lại các môn đệ thì các bạn sẽ cảm thấy thế nào? Chắc chắn các bạn sẽ có một cái cảm nghiệm mình rất hãnh diện. Mình cũng có một cái cảm nghiệm là vui mừng. Và mình không đọc được cái gì sắp sửa xảy ra, bởi vì tất cả những cái diễn biến nó đến một cách rất nhẹ. Thế nhưng mà nếu các bạn đặt mình vào trong cái kinh nghiệm của các vị môn đệ trước đó không lâu, cách đây khoảng chừng vài tuần về trước, khi mà chúng ta trong cái tuần thứ hai và thứ ba của mùa chay, các bạn nghe câu chuyện trong Thánh Kinh mà ngày hôm nay chúng ta trích từ cái câu đó mà ra, là lần đầu tiên các môn đệ được đi với thầy mình và được nhìn thấy cái sự tỏ mình biến hình rực rỡ của thầy mình. Đấy là một cái điều gì rất là đặc biệt mà họ chưa bao giờ có một cái kinh nghiệm như vậy. Đối với các môn đệ, khi mà nhìn thấy Chúa biến hình với cái vinh quang của Ngài khác thường với những kinh nghiệm mà họ có thường ngày, những cái đó để lại một cái ấn tượng rất là sâu xa, nhưng cũng làm cho họ cảm thấy một sự lung túng và lo lắng vì không biết đây rồi những gì sẽ đến. Và chúng ta sẽ thấy là ở trên cái đồi cao đó đó, cái vinh quang đó đó, nó chuẩn bị một cái gì nó thực tế hơn mà các vị lúc bây giờ chưa bao giờ nghĩ tới, mà cũng không bao giờ mường tượng là cuộc sống của mình sẽ được thay đổi bởi cái nhìn của mình trên núi lúc mà tiếp giáp cái sự vinh quang của Chúa. Cũng giống như chúng ta trong cuộc đời, trước khi các bạn bước vào trong cái cánh cửa của người lớn, khi chúng ta bắt đầu xong tất cả những cái mình gọi là thi cử học hành của tuổi trung học, bước vào trong đại học, cái niềm vui để mà mở cái cuộc sống của mình ra trong một bầu trời mới nó lớn lắm. Nhưng mà cái nỗi lo nó bắt đầu đến khi chúng ta đối diện với lại thực trạng của những gì xảy đến. Các môn đệ cũng vậy. Cuộc sống, các bạn cho phép cha đi xuống đây được không? À, cuộc sống nó có những cái giai đoạn mà cần phải được chuẩn bị, chứ không phải tự động mà chúng ta đến mà hiểu được. Và trên cái ngọn đồi của vinh quang đó đó, ít ai có thể mường tượng được là trong một cái khoảng khắc sau đó không lâu, ở một cái cánh đồi khác mà tao gọi là đồi của vườn cây dầu, mà đây thì gọi là vườn gì các bạn? Vườn gì? Vườn dầu. I got you. Thành thử ra là bây giờ mình bắt đầu nhận ra là thế thì cái vườn dầu đó nó tỏ lộ cái gì mà ngày hôm nay cái câu thánh kinh các cha chọn cho chúng ta hãy trỗi dậy và đừng sợ, là bởi vì bây giờ kinh nghiệm các môn đệ được nối lại một cách rất thực tiễn.
đó là ở nơi cái vườn dầu này, nó không còn chỉ là những cái giây phút của vinh quang, nó không còn là bỡ ngỡ, nó không còn có cái gọi là sự lãng mạn nữa, mà nó thực tế, bởi vì ở nơi đó nó lộ rõ chân tướng của cha mình, của thầy mình. Và thầy của mình đã cho các môn đệ nhận thấy cái kinh nghiệm của con người khi lo và sợ nó như thế nào, để đến nỗi mà mình ta gọi là đổ gì? Đổ mồ hôi gì? Mồ hôi máu. Cho nên là các bạn đừng có nói chuyện gì xa xôi, mình cứ nói là ôi đừng lo gì cả, khoán trắng cho Chúa. Hoặc là đúng khi chúng ta gặp gian nan thì các cha bảo con đừng sợ, có Chúa ở bên mình giỏi lắm, cha thử đi thì biết. Bởi vì sao? Cái sợ nó đến, mà nếu mà chúng ta biết cách mà chúng ta đối diện thì nó dễ quá. Nhưng mà có những cái nỗi sợ nó lại đến không theo cung cách như vậy, mà nó đi từ từ, nó gặm nhắm chúng ta qua những nỗi lo âu. Và những lo âu đó mới là những cái khiến cho chúng ta cần có một hướng định. Bởi vì cuộc đời ai mà trong chúng ta không đi qua những lo âu riêng của cuộc đời mình. Mà bây giờ nói thật là các bạn có lo không? Thì cha cũng hơi lo đấy. Mình có lo không các bạn? Nhiều người bảo lo con bò trắng răng. Thế nhưng mà giờ này Chúa thì mình cứ khoán thác cho Chúa. Nhưng mà mình nói lạy Chúa, cái này thì nó còn là đại phúc, nhưng mà nó xuống một cái nữa là đại họa. Biết chạy về đâu đây? Thưa các bạn, cái nỗi lo và cái sợ của người trẻ ngày hôm nay á, nó được dọn để thấy được là như thế này, là mình có một đấng đã đứng hiện diện ở đó và dạy cho mình cái cung cách để đối diện với những lo âu riêng của người trẻ. Và người ta nói theo cái ngôn từ của các nhà thần học cao xa, trong đó có một vài vị nổi tiếng thần học, mà cách riêng là một nhà thần học người Tin Lành, tên ông ta là Paulo Tillich. Thì ông nói điều này này, là con người thì phải đối diện với lo sợ. Và nó có bốn cái tiến trình cái lo sợ. Thứ nhất là con người nhận ra đó là mình là hiện hữu trong cái gọi là thời gian. Rồi cái thứ hai đó là con người hiện diện ở ngay tới một cái mà ta gọi là chiếm hữu trong một cái không gian, một cái nơi sống, một xã hội, một môi trường. Cái thứ ba là một sự liên đới liên tục thúc đẩy cho chúng ta và luôn luôn cho chúng ta thấy cái nỗi lo sợ đó nó lại trở thành thực tế hơn là cái điều chúng ta tưởng tượng nữa đến nó. Và cái thứ bốn là con người thực chất mình là con người hữu hạn, và vì vậy nỗi lo sợ là thực trạng của cuộc đời. Nhưng mà thật sự ra nói với ngôn từ mà dễ hiểu thì nó cũng có thể chúng ta liên đới được. Trước hết, thời gian. Ở đây ai trong chúng ta mà không có cái ý niệm thời gian, giơ tay lên xem nào. Bây giờ cha hỏi các bạn, năm nay chúng con bao nhiêu tuổi rồi? Bao nhiêu tuổi rồi? Ôi giời, mới cái hai mấy lần thôi thì... Nói theo ngôn từ của các người mà lớn tuổi chúng ta bảo hăm mấy năm thua cái gì, tuổi đó là tuổi trẻ, nó nhâng nhâng ấy. Nhưng mà thật sự mà nói đó, tuổi của các bạn không phải là tuổi nhâng nhâng đâu. Bởi vì những người lớn như cha cũng đã đi qua cái tuổi của các bạn rồi. Và tuổi này là cái tuổi mộng mơ, ăn chưa lo, ăn chưa no mà lo chưa gì, chưa tới. Thế nhưng mà khi nó đã lo và nó đã sợ thì nó có cái chuyện của nó. Cho nên ngày hôm nay đứng ở đây nói với các bạn điều này. Hai mươi mấy tuổi các bạn lo. Ở đây ai mà nói với con với tôi rằng là thưa cha con còn trẻ, con chả có lo gì, ăn ngày nào biết ngày nấy, vô tư vô lo, những người đó là những người nói dối. Tôi không chấp nhận được cái chuyện đấy. Thật sự mà nói, cha bằng đây tuổi, cha làm việc với lại giới trẻ bao nhiêu năm đấy, thì cha cũng được trẻ ra. Đứng ở đây phải nói là cũng có nỗi lo sợ riêng, nhưng mà thấy được cái gọi là nỗi vô tư của các bạn, cha cũng sướng vãi. Là bởi vì thế này này, người ta bảo là phải lo. Anh có nghĩ không, không nghĩ, cái lo sợ nó đến với cái tuổi của anh. Nói xin lỗi chứ 18, 19 tuổi còn ở trong tuổi trung học,
thì nó không có lo lắm. Nhưng mà đến vào đại học nó lo. Năm thứ nhất mà lo không khéo thì coi chừng phải lập lại cái năm thứ hai vào năm thứ nhất. Rồi thì nếu mà tiền mà ở dưới kia bố mẹ mà không có gửi lên kịp thì sao? À, su cà na. Và nếu mà cái con nhỏ đó cho đến bây giờ cho nó uống không biết bao nhiêu ly trà sữa mà nó cứ vẩn vơ, no problem, no star wear, không sao đâu, cái đó là nỗi lo đấy con. Về phần con gái cũng vậy. Ở cái tuổi này rồi mà một ngày nào nó đi ra ngoài kia mình mỉm cười mà không thấy đằng đó nó mỉm cười lại, lo không? À, chết thằng Tây nào đâu, có người đang đứng nói kia. Cho nên là cái lo đó nó có đấy. Nó lo là bởi vì sao? Tuổi đến 22 đó mà chưa xong cái việc học của mình, 23 mà học xong chưa có chỗ người ta đem gì, người ta phỏng vấn thì người ta cho mình đi làm, 24 mà thấy những đứa nọ đứa kia nó có những cái mối liên hệ quan hệ chuyện nọ chuyện kia, nó có thể kiếm được việc này việc khác, còn mình vẫn dậm chân tại chỗ, lo không? Bởi vậy ai mà bảo nỗi sợ của người trẻ không có, người đấy là người nói dối. Và cũng cùng một lúc như vậy, cái khoảng không gian của người trẻ nó cũng bị thu hẹp lại. Bởi vì người trẻ cần sân chơi. Nhưng mà có ai nghĩ đến người trẻ, sân chơi của nó lại là một cái nơi để cho nó thi thố tất cả những cái nỗi gọi làm sao quan tâm của nó, để nó xây dựng cho nó một cái cộng đồng liên kết. Nó không phải là một cái gọi làm sao một cá thể trong một cái sự cô đơn lặng lẽ, để rồi thì đi học lắng lặng về nhà một tuần lễ cơm rau muống với trứng chiên rồi lại trứng chiên với cơm rau muống. Lo không? Lo. Cha biết hết đấy. Cái khoảng không gian của nó sẽ bắt đầu làm sao? Nó lớn lên theo cái nỗi mơ ước, nhưng mà nó cũng gọi là ngậm nhấm từng ngày một với những cái mà nó chưa bao giờ được đối diện. Về phần riêng một số các bạn trẻ khác, mớm mớm cho mình một cái gọi là tương lai, nghĩ đến cái việc đi lao động ở xứ ngoài, kiếm cho mình một lợi nhuận để đem về cho gia đình sung túc. Nhưng mà khi đến đất nước của người khác, rời quê hương, xa giáo hội, 18, 19 tuổi của tuổi thanh xuân, chưa được chạm đến cái thử thách của niềm tin. Thế mà đến một cái nơi đất khách quê người, khi mà khao khát được một thánh lễ Chúa Nhật, khi mà tìm được một nơi có thể đi lễ chung được, khi mà thèm cái cảm nếm của có một người bạn khác, khi mà ngồi trên một cái toa tàu phải mất một tiếng đồng hồ mới tới nơi, và một tiếng đồng hồ đi về nhà, và một tiếng đồng hồ thanh lễ, rồi vội vội vàng vàng trao nhau ánh mắt, gửi nhau một vài cái gọi là số phone để liên lạc. 4 tiếng đồng hồ qua đi nửa ngày. Cuộc đời, những lo âu, khắc khoải. Và nếu nói theo cái câu nói của Kinh Thánh, hãy trỗi dậy và đừng sợ, mà không có một điểm bám víu, thì thưa các bạn, những lời đó là những lời sáo ngữ và trở thành nhưng không. Bởi vì mọi cái nó có cái tính cách liên đới với nhau. Theo cái ngôn từ của thần học Cao Xoa, nó nói đến cái mà gọi là contingent, tức là sự liên đới với nhau. Một con người không thể sống trong một cái gọi là thế giới riêng của mình được. Cha nói cái này, có nhiều người nói, cha nói nó cũng hơi gọi là thiếu thực tế xa xa, cha nói hỏi vậy. Ngày xưa ông Thánh Giuse bên Đức Mẹ nuôi Chúa Giêsu lớn lên có lo không? Lo không? Lo làm sao nào? Kể thử cho cha nghe xem nào. Có nhận biết được Chúa Giêsu là con của mình, là một đứa trẻ, nhưng mà nó cũng là gì? Là một Chúa, phải không? Bây giờ mình được dạy Chúa Giêsu là có đầy đủ nhân tính và gì? Thiên tính. Nhưng mà làm thế nào để mà sống với lại một con người vừa nhân tính và vừa thiên tính, mà được chuẩn bị trong đời sống gia đình với những lo của những người xung quanh? Chỉ cho tôi đi, làm thế nào để tôi có thể sống với lại một đứa con như vậy?
Có nhiều người cứ hình dung ra bảo đấy, theo cái thói thường suy nghĩ của chúng ta đó, là nó nhìn với cái cặp mắt đơn thường bảo thì có gì đâu, Chúa là Chúa, được sinh ra mà không phải học hành, đâu có ai dạy đâu, cũng tự động biết. Có phải vậy không? Thưa không, cũng phải học chứ. Ở trong gia đình cũng phải được răn dạy chứ. Ông Thánh Nhu Xe và Đức Mẹ cũng phải học cung cách để mà đối xử với đứa con của mình chứ. Cha hỏi như vậy này, ông Thánh Nhu Xe và Đức Mẹ có giữ 10 điều răn không? Có giữ 10 điều răn không? Có giữ luật Môi-se không? Đố bảo mà không bảo là bảo không giữ. Đố bảo mà ra kia ta là đứng vô nhiễm nguyên tội. Có giữ 10 điều răn không? Điều răn thứ nhất là gì? Trước kính mến gì? Đức Chúa Trời trên gì? Trên hết mọi sự. Thứ hai là gì? Chớ kêu tên gì? Đức Chúa Trời vô cớ. Thứ ba là gì? Giữ ngày Sa-bát. Hồi đó chưa có ngày Chủ nhật còn. Còn hơi méo mó rồi đấy. Thứ bốn, thảo kính gì? Cha mẹ. Thứ năm gì? Chớ giết người. Thứ sáu gì? Thứ bảy gì? Thứ tám, chớ làm chứng dối. Thứ chín, thứ mười. Nói như vậy thì chat GPT nó không có chỗ để mà nó làm việc. Dễ quá mà. Ấy thế mà bây giờ hỏi ông Thánh Giuse và Đức Mẹ có nỗi lo âu thường ngày để mà nhìn đứa con của mình không? Bây giờ cha hỏi như vậy này, nói lo con bò trắng răng. Bây giờ ông Thánh Giuse và Đức Mẹ, nếu mà nói trước kinh mến Đức Chúa Trời trên mọi sự, sau chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ, thế giờ biết sống với Chúa Giêsu làm sao đây? Sống với Chúa Giêsu làm sao đây? Chẳng nhé, Giêsu ăn cơm chưa? Ngài sẽ quay lại, chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ. Giêsu, sao con lại làm hư cái thước của bố rồi? Kính mến Đức Chúa Trời trên hết mọi sự. Now you know. Cặp mắt của đức tin nó không phải là một cái cặp mắt nhìn với lại cái thế giới mà cho là nỗi lo nó phải là một cái gì lớn lao, nhưng mà cái nỗi lo của những kinh nghiệm thường ngày. Và đừng bao giờ nói những câu sáo ngữ, hồi lo làm gì để Chúa lo. Thế mà đừng sợ, hãy trỗi dậy. Vì này Thầy sẽ ở với chúng con mọi ngày cho đến gì? Tận thế. Bổn phận của chúng ta đó không phải là một người sống trống rỗng và sáo ngữ. Bổn phận của chúng ta không phải là quy kết để nói ồ đức tin bây giờ mà nói ra với giáo hội thì nói mày yêu đức tin, mày không tin đủ nên Chúa không làm. Xin lỗi với các bạn, nói cái điều đó vô tình các bạn cho Thiên Chúa là một đấng như một ông phù thủy có điều kiện. Thế mà vừa lòng Chúa thì Chúa sẽ ban tặng cho cái này. Vậy thì ơn lòng thương xót nhân từ của Chúa không điều kiện nằm ở đâu? Đấy. Cho nên là tất cả mọi cái nó đều có cái tiến trình và giúp cho chúng ta hiểu được cái nỗi lo của mình. Cuộc sống của chúng ta, nói theo cái ngôn từ của người ngoài, thôi thì nó đầy những lo sợ đó. Thì đối với những cái người theo cái gọi là trường phái, người ta gọi là hiện sinh đó, thì người ta bảo vậy, thôi đối diện với nó đi, chấp nhận đi. Cuộc đời nó như vậy đó, chịu thôi. Nhưng mà trong cặp mắt đức tin nó còn đi xa hơn cái đó. Chịu không chịu thì thôi, bởi vì có đấng đã chịu và không thôi. Bởi vì đấng đó có một cơ hội và lựa chọn và dạy cho chúng ta. Trong lo sợ nó nảy sinh một cơ hội và một lựa chọn. Và lựa chọn đó là gì? Là ở cùng, là chia sẻ, là đồng hành, để cảm đếm, để vươn lên và trỗi dậy. Nó khác lắm. Nó không phải là một cái thế giới của sự thụ động. Nó không phải là một cái thế giới của cái gọi là chấp nhận nhưng không sáo rỗng tuếch. Nó không phải là cái kiểu mà sống gọi là ăn sổi mặc thì. Để rồi thì như cái bài hát mà chàng khoái lắm thật sự ra. Nó đâu rồi giờ chàng phải xem nó đâu đây.
Ai mà không biết cái bài nát này cha chết á. Cha khoái cái bài hát này lắm. Để rồi thì cái nỗi lo sợ của mình ấy, thay vì nó trở thành một cái nỗi lo sợ tự nhiên, thì con người thức dậy á, lại kìm một cái cách khác trấn an cái lo sợ của mình. Bình Minh ơi dậy chưa, cà phê sáng với tôi được không? Được hả? Yeah. Thế nhưng mà các bạn thân mến, ở cái tuổi của cha nó không có cái tuổi mà Bình Minh dậy chưa, cà phê ơi sáng, cà phê sáng với tôi được không? Bởi vì tuổi của cha dậy làm gì có cà phê. Nếu mà nói theo cái tuổi của cha mà lớn lên thì Bình Minh ơi dậy chưa, củ khoai nằm ở đâu rồi? Có không? Quả bắp nếp nằm ở đâu rồi? Cho nên cà phê nó đem nó chiếm hữu cả những cái nỗi lo của mình, và nó đem nó trở thành một phương tiện để làm gì? Để trở thành một con người đi vào cái ôi nó làm gì? No star where, không sao đâu. Để rồi làm gì? Để rồi thì từ đó nó chơi vơi qua ngày đông, sao thấy cô đơn lạc lõng. Đêm ơi đã ngủ chưa, ngồi đây uống với tôi vài ly. Một đêm mà phải có vài ly thì mới trải qua được một đêm dài, mới sống được nỗi lo âu của mình, mới xỉn. Thì bây giờ cuộc đời của chúng ta khi bừng dậy còn gì là cái thuộc về mình? Nó phải hơn thế đó. Nó phải hơn cái tiếng nói yo yo. Nó phải hơn cái gọi là tình bạn sáo ngữ. Để rồi khi mà nỗi lo đó cần một người đồng hành, người đó đứng đó. Vì một Thiên Chúa đã từng đồng hành với chúng ta qua những đau khổ. Cha hỏi câu này về này. Khi mà thi rớt bài ấy, có kinh nghiệm hay chưa? Có kinh nghiệm hay chưa? Đứa nào chưa có kinh nghiệm thi rớt giơ chân lên xem nào. Đấy. Có kinh nghiệm mà điểm gọi là A thì cũng chưa đến, mà B thì cũng không đạt, mà C thì cũng gọi là xa vời, mà D với F thì nó ở gần mình hơn, có chưa? Đó, nó đó, nó đó. Cha ơi, cha đừng nói đến bây giờ, bởi vì còn một vài tuần nữa xin để cho con được nhận thấy ơn cứu độ. Mà để rồi mình không dám sống thực trạng với mình, hay là khi mà mình đùng một cái khám phá ra tôi đang bị bệnh, bị ốm đau. Bây giờ cha hỏi về này, có một bạn kia trong đại học của cha đó, một em nó tự dưng một ngày kia vô lo nó đến nó nói với cha, thưa cha, con muốn nói chuyện với cha. Bởi gì đó con? Con không biết nói làm sao. Thưa cha, con bị ung thư máu. Bác sĩ nói con phải chuẩn bị trong những ngày tháng tới. Con lo quá cha. Con đến với các cha khác, các cha nói có Chúa đừng lo. Con nghĩ con phí thời giờ vì con đến nói với một ông khủng có Chúa đừng lo. Nhưng càng lo Chúa lại không có đó. Và cha nói đúng lắm con, Chúa không đứng đó là bởi vì trong nỗi lo của con, Chúa đang đứng trực chờ sẵn sàng trong cơn bệnh, và Ngài đang chuẩn bị từng giây phút một, và Ngài thấm được nỗi cô đơn. Bởi vì cha nói cho con điều này, còn vài tháng nữa để chuẩn bị, con chuẩn bị như thế nào cho được, cha giúp con được điều gì. Nhưng nếu như có một bạn nào đó, một ngày nào đó sáng thức dậy mà dẫn con đi trong đến lớp học, không biết tí gì về việc của con, vẫn vui và vẫn ăn từng cái miếng hamburger, vẫn uống với con từng hợp nước, và vẫn không có một sự gọi lo lắng nào ngoài sự vô tư ở cùng, lúc đó giữa Chúa và người bạn đó con mong ai? Và nó nói thưa cha, con mong có người bạn đó vì Chúa quá xa vời. Đúng lắm, Chúa xa vời. Chúa xa vời với tầm mắt của những người nhìn mà không bao giờ có sự liên đới. Bởi vì Chúa không có đến với chúng ta
bằng cái vinh quang tỏ lộ như ở trên cái núi thánh biến hình. Nhưng Chúa đến với chúng ta bằng trực chờ của những nỗi lo sợ. Khi ngươi ở đâu? Ngươi ở đâu khi chúng bắt ta ở vườn cây dầu? Ngươi ở đâu khi nó bắt ta vác thập giá trên vai? Ngươi ở đâu khi nó treo thân ta trên thập giá? Ngươi ở đâu khi nó táng ta ở trong mộ? Ngươi không ở đó được vì nỗi sợ nó tràn hơn những gì ngươi có thể có. Nhưng ta đi trước và ta nói lúc đó ta sẽ ở cùng con. Và đứa bạn mà con ao ước đó chính là người bạn mà con có và người bạn mà con cần. Đôi khi ta gặp nhau để dạy nhau cách sống trong khổ đau. Đôi khi chân mình mang lặng thinh, thương một người mà không hề toan tính. Đôi khi dừng lại chẳng hiểu tại sao khóc. Hay là khóc đang đau vì ai, khóc đau vì duyên mình đã sai. Trời ơi, cái này hay quá. Anh chàng nào làm cái bài này, cha phải phong thánh cho anh. Thôi đủ rồi con, đừng có vỗ tay nhiều quá. Người ta bảo cha là rối đạo thì mai chết luôn đấy. Con đã khủng, cha còn khủng hơn con đấy con. Nhưng mà trong cái nỗi lo sợ đó đó, hơn một lần con chạm nới nỗi đau đó đó, hơn một lần con ở với nỗi sợ đó đó, thì con sẽ có một cái kinh nghiệm này là con không có lo về ở một mình và cô đơn. Bởi vì nếu con thấm cái cô đơn bằng cà phê, bằng một cái ly rượu để mà tỉnh dậy, thì thưa con sẽ sống mãi mãi trong cái sự lo sợ trốn tránh, để rồi cả cuộc đời con sẽ sang gian díu díu mập mờ. Đó là nỗi lo sợ của con. Cha không biết cha còn có bao nhiêu phút nữa. Ban tổ chức cho cha biết bao nhiêu phút nữa để cha có thể gói gọn. Hết giờ rồi phải không? Ok. Vậy thì một lần nữa, cha gửi gắm cho tụi con điều này. Hãy trỗi dậy. Đừng sợ. Vì ngày hôm nay có Chúa ở với chúng con. Một lần nữa, cha cảm ơn và chào tất cả tụi con. Chúng con chân thành cảm ơn cha Francisco. Xin mời tất cả các bạn đứng lên. Trọng kính cha Francisco Xavier. Trước tiên là chúng con lần đầu tiên được gặp cha thực ở ngoài đời. Như nãy lúc đầu chúng con cảm thấy rất là vui. Và có nhiều fan cuồng, fan cứng của cha ngồi dưới kia xa 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 nữa kìa. Xin tất cả trao tặng cho cha một tràng pháo tay nữa đi à. Dạ, tất cả fan cuồng, fan cứng ở dưới đó à, trao tặng một tràng pháo tay thật to, thật dài nữa đi à. Và với những điều mà cha đã khai mở cho chúng con ngày hôm nay, thưa cha rằng là chúng con cũng lo, cũng sợ lắm chứ. Nhưng mà ngang qua lời chia sẻ của cha thì chúng con bớt sợ hơn à. Chúng con bớt lo hơn. Và chúng con kính gửi gắm cha tất cả những người trẻ của giáo phận Xuân Lộc hôm nay được hiện diện bên cha lúc này. Xin cha nhớ đến chúng con trong lời cầu nguyện, để chúng con bớt lo hơn, bớt sợ hơn, để chúng con có thể trỗi dậy và bước đi cùng với Chúa trong hành trình cuộc đời của chúng con. Và hy vọng chúng con sẽ còn gặp được cha trong nhiều thời gian nữa với giới trẻ giáo phận Xuân Lộc chúng con nữa. Các bạn được không các bạn ơi? Xin cho nha, cho một tràng pháo tay và cho nhau một tràng pháo tay đi à. Để chúng ta cùng gặp gỡ cha thêm nhiều lần nữa. Cảm ơn các bạn nhiều lắm, cảm ơn. Trước hết con xin cảm ơn cha trưởng ban tổ chức và tất cả các bạn. Và nhất là các quý sơ đồng hành và tất cả những người ở đây đã biến cái ngày hôm nay, make this day possible, cho cái ngày hôm nay trở thành hiện thực. Đó là một sự cố gắng của tất cả nhau. Thôi, chúng ta hãy gặp nhau trong sự hiện diện hiệp hành cùng với Chúa. Điều đó tốt hơn. Một lần nữa, cảm ơn tất cả các bạn và cảm ơn tất cả mọi người ở đây. Dạ, cha ơi, chúng con còn một tâm tình nữa mong dạ. Gửi đến cha, mong cha thương nhận. Dạ. Đó là tất cả những cánh hoa ở đây với những cái lá, với những cái gói như thế này là thể hiện cho tất cả tấm lòng của chúng con rực tươi sự trẻ ở trong cái bó hoa này. Mong cha thương nhận cho chúng wow. con à. Xin cho một tràng pháo tay để gói ghém wow. tất cả tâm tình của chúng ta vào bó hoa kính tặng cha hôm nay. Trời ơi, hoa đẹp quá. Anh ơi, hoa đẹp lắm. Dạ. Cảm ơn nha. Hình như là có để chữ ở đây.
chúc mừng đôi tân hôn. Hình như lấy cái bông hoa đám cưới sáng nay phải không? Dạ thưa con không biết nữa, là cái này như mới gói để tặng riêng cha thôi. Chứ từ xưa này chưa thấy bó hoa này bao giờ, phải không các bạn? Dạ, bó hoa này là duy nhất hôm nay. À, không có một bó hoa nào như thế hôm nay đâu ạ. À. Dạ, cảm ơn cha rất nhiều. Các bạn đẹp như bó hoa này, cảm ơn các bạn nhiều lắm. Một lần nữa con xin cảm ơn cha, cha chính và tất cả mọi người. Chúng ta ngồi xuống để chúng ta tiếp tục chương trình của chúng ta. Dạ, cảm ơn cha.